Quá bự quá. Ừ. Ừ, có cái cần nhỏ này. Máy nó đánh 0.6 đánh 680 chứ u là ngon ngon được cái con hồi nhỏ ở đây cá nhát quá. Cây này đây nè, nhưng mà độ cứng mấy, độ cứng gì phải mồi á, không độ cứng á, cứng M hay là gì L hả? U L bé mà. Ủa rồi sao nhìn nó cái đọt cứng quá ha. Nhưng mà nó quăng rồi nhỏ được lắm. Quăng gì đó đi anh em ơi. Rồi nó chạy ra, nó kéo ra đi theo nó ăn á. Lưỡi nhỏ mà đánh dễ xảy lắm, lưỡi số 10 đánh dễ xảy lắm, không móc mép được nó. Số 10 mà ba ít cái đời cũ nữa, cái nó cục vô đó, nó khó sóc. Trẻ mà mang mấy con này ra phá mồi dữ lắm, phá lưỡi chứ hư lưỡi hết. Nhất là mấy con bây giờ bát đó, lưỡi đó gì cọc lông nách dễ kéo không đâu. Phải thay hết. Mà thay thì nó lại chìm luôn. Nó đọc nhất là con Span nó thay lưỡi BKK vô chìm hết. Tọc điện. Tuần hàng. Dính chưa? Dính chưa? Tá giật. Sắp dính. Nó táp đã à. Táp cái mồm. Nó chạy chưa kìm nhìn nó đi. Không sao. Không được. Dính vừa. Anh đánh tới cái cọc đó kéo ra. Bủa vây rồi nó luôn.
con bóp này xuất sắc thiệt chứ. Mà giờ nó tuyệt chủng luôn rồi đó, không biết người ta đánh sao mà mau hết mồi ghê. Đánh đúng hao luôn. Con bóp mát này hả? Không, bóp mát đó nhiều. Con Yuri này nè. Sảy. Đã. Ừ, tới giờ nó ăn rồi. Ăn một con bóp nó sướng mặt môi con chị. Chứ sao, thấy táp sướng chứ. Á à, lưỡi vậy mong dính đó, hai cái. Lát sao mẹ ăn bóp hư mẹ luôn, thấy mẹ. Ừ, chìm luôn rồi nè. Táp sao đứt con bóp sao chìm luôn rồi nè. Vô nước luôn rồi. Ở đâu vô đâu. Chìm rồi. Có không, hạ mỏ vậy. Tầm mình thì thích mấy cái con UL nhỏ. Mấy con UL của Megabass coi ít người chơi lắm nha. Ừ. Thấy còn hoài. Đợt về X70 cũng bán cũng nhanh. Bán khách cũng nhanh. X70 con đó nó y như con Vision 95. Đúng rồi. Nhìn nó giống nhau nhất. Fuck, bự quá. Vô trà rồi. Bức. Hả? Nàng cái con X70. Bức dây luôn phải không? Ừ.